Ông mâm đúng mâm đầy nhỉ. Hôm nay là ngày vui của tuổi Long Tức. Đây là tôi đài thứ ba đang tổ chức ăn liên hoan. Có thể các cô cùng ăn với tôi nhá. Lứa sau này con trai cái đồng. Vâng. Wow. Nhưng đây là thấy Không có ai là mạnh cái tòa đấy cả. Và phải rút cho gì? Cho gì? Tòa mới trả tiền. Cho gì? Không, chị có bảo tôi là vi phạm vào thông tư 30 nên tôi bảo chứ đi qua cái đường kiện. Nhưng mà vì sao tôi lại thấy vi phạm? Vì không được cái thứ hết. Tôi nói là vì. Không phải, tôi nói là đây là anh Trung đang phát trực tiếp nên tôi không nói những cái chuyện đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh Trung đang quay video nên là anh có đại sống sẽ là nâng càng. Anh quay bất cái đĩa đấy thì không có để hiện tượng gì hết cả. Người đông người mà người ta làm cái này kể cả là khi người ta thoải mái trước mà mọi người ra về ấy. Đang ghi hình nói nhưng mà không đây tôi không có mặt sát, tôi qua đừng có dùng cái từ mặt sát ngày ngày vui nhá, qua đừng